chúng ta mời bạn mình cùng nghe. Đó, thì chúng ta cùng một lúc chúng ta sẽ thay đổi cái cuộc đời của chúng ta. À rồi, anh Bình có record lại rồi, Thanh Thủy nha. À, Thanh Thủy là một giáo viên yoga rất là tuyệt vời các anh chị. Rồi, tức là ngày hôm nay á, là nếu như chúng ta dành 10 phút để mà nghe cái cơ hội tiêu dùng thông minh này cùng với gia đình mình, cùng với người thân, cùng với bạn bè của mình, thì có thể thay đổi cả cuộc đời của gia tộc mình thông qua cái việc tiêu dùng thông minh luôn các anh chị. Và cái điều đầu tiên mình sẽ nói với cô chú anh chị đó là về Kim Tứ Đồ. Kim Tứ Đồ là một cái bản đồ đi kiếm tiền gồm có 4 hướng và do một cái nhà tỷ phú người Mỹ, ông ta tên là Robert Kiyosaki soạn ra. Có nghĩa là dù muốn dù không thì các anh chị cũng phải ở trong 4 phần của Kim Tứ Đồ này. Một là chúng ta là người làm công ăn lương, có nghĩa là chúng ta bán thời gian, bán sức khỏe, bán chất xám của mình để đổi lấy tiền. Thời gian, sức khỏe và chất xám là những tài sản của một con người, nhưng mà nó có giới hạn các anh chị ơi. Cũng giống như là một lon sữa, nó có hạn sử dụng, thì đời người chúng ta cũng có hạn sử dụng. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ là mình có thể đi làm công và tiền mãi mãi các anh chị. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ già, chúng ta sẽ không còn đủ sức khỏe, thời gian và chất xám để lao động được nữa. Thì đến lúc đó thì tiền chúng ta kiếm được sẽ bị giới hạn. Những cái đồng lương hưu ít ỏi mà chúng ta nhận ở tuổi về già không đủ cho chúng ta đi đám cưới, không đủ cho chúng ta sinh hoạt phí các anh chị. Và lúc đó chúng ta phải bị lệ thuộc vào con cái rất là nhiều. Và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây chúng ta muốn mình già đi, mình lớn lên, mình không phải lệ thuộc vào con cái à? Nếu chúng ta lệ thuộc vào con cái thì chúng ta phải ở nhà để chăm cháu, ở nhà để chăm cháu. Và tất cả chúng ta làm gì chúng ta cũng phải nhìn mặt con cái của mình. Thì lúc đó thực sự là rất là tủi hổ, đúng không các anh chị? Đó. Còn những người làm tư á, là những người cũng bán sức khỏe, bán thời gian, bán chất xám của mình, nhưng mà cộng thêm một ít vốn, một ít tiền của mình để mở một cái cơ sở nhỏ, làm một cái ông chủ nhỏ, như là chúng ta mở ra một cái cửa hàng bách hóa, chúng ta mở ra một cái tiệm thời trang, chúng ta mở một tiệm internet, thậm chí là bác sĩ thì mở một phòng mạch, và chúng ta cũng kiếm được tiền, nhưng mà chúng ta lại không có thời gian các anh chị. Nhưng mà đồng tiền chúng ta kiếm cũng bị giới hạn, tại vì quy mô kinh doanh chúng ta là quy mô nhỏ. Vậy thì nếu làm công không được, làm tư cũng không xong, thì chúng ta làm cái gì? Đó là các anh chị có thể làm chủ một cái doanh nghiệp. Làm chủ doanh nghiệp thì theo các cô chú anh chị đây, chúng ta có bao nhiêu cách để mở ra một cái chủ doanh nghiệp để kinh doanh ạ? Theo các anh chị đã học Kim Tứ Đồ rất nhiều lần, thì các anh chị có bao nhiêu cách để chúng ta làm chủ ạ? Cách số 1 để chúng ta làm chủ, đó là chúng ta tự mở ra một cái công ty do đích thân mình làm chủ, do ý tưởng của mình sáng tạo ra và do chính mình điều hành. Các anh chị còn nghe rõ mình nói không ạ? Chị còn nghe rõ không ạ? Hãy comment giúp mình đi ạ. Và cách thứ hai đó là gì? Là chúng ta mua lại một cái nhượng quyền kinh doanh của một cái cơ sở nào đó đã thành công rồi. Ví dụ như gà rán KFC, bánh mì McDonald's, hoặc là cà phê Trung Nguyên ở 24, hoặc là cà phê The Coffee Highland, Coffee House. Đó là những cái mô hình đã thành công rồi, chúng ta mua lại cái nhượng quyền đó. Chúng ta phải trả một cái khoản tiền rất lớn, đó là tiền nhượng quyền. Rồi chúng ta phải ăn chia cái lợi nhuận với người sáng lập. Còn mô hình số 3, đó là các anh chị có thể tham gia vào mô hình kinh doanh MLM, hay gọi là Multi Level Marketing, hay gọi là kinh doanh theo mạng, còn gọi là kinh doanh đa cấp. Nhưng mà trong kinh doanh theo mạng, kinh doanh đa cấp, các anh chị phải nhớ nha, là nó có hai mô hình, một mô hình chân chính và một mô hình bất chính. Đa số thì người ta bị lừa bởi mô hình bất chính, thì người ta có ác cảm với mô hình chân chính. Cho nên khi chúng ta chia sẻ, chúng ta phải hỏi rõ là có nhiều người người ta không thích mô hình này, thì anh chị phải hỏi rõ là anh hãy nói thật rõ là anh không thích cái mô hình bất chính hay là anh không thích cái mô hình chân chính. Tại vì bản chất cái mô hình chân chính là mô hình tồn tại lâu dài, còn mô hình bất chính chỉ là lừa một thời gian ngắn mà thôi các anh chị. Và ngày hôm nay mình ở đây để nói với các anh chị, mình không hướng dẫn các anh chị làm công, cũng không hướng dẫn các cô chú anh chị làm tư, cũng không hướng dẫn các anh chị tự mở một công ty hay là bỏ 4-5 tỷ để mua nhượng quyền. Mình hướng dẫn các anh chị chỉ cần dùng một cái chứng minh nhân dân miễn phí, có thể xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp khổng lồ, có thể trở thành một cổ đông của một tập đoàn đứng hàng đầu thế giới các anh chị. Và nếu như chúng ta đã làm kinh doanh thành công, chúng ta có thể là nhà đầu tư cổ phiếu, ngoại tệ, bất động sản, ngân hàng, vân vân và vân vân. Có rất là nhiều lĩnh vực để các anh chị có thể đầu tư các anh chị. Đó. Vậy thì á, ngày hôm nay mình hướng dẫn chị ở bên tay phải Kim Tứ Đồ. Những người ở bên tay phải Kim Tứ Đồ á thì kiếm cái thu nhập là thụ động. Thụ động tức là tiền nó tự chảy vào tài khoản ngân hàng của mình sau một khoảng thời gian mình lao động, mình làm việc, mình xây dựng. Còn những người bên tay trái Kim Tứ Đồ là người làm tư và người làm công đó, thì kiếm cái thu nhập chủ động. Thế nào là thu nhập chủ động? Thu nhập chủ động tức là mình còn làm là còn tiền, mà hết làm là hết tiền.
mình còn sức khỏe là còn tiền, mà mình bị bệnh là hết tiền. Và thầy cô mình dạy đó các anh chị, ngày mai và bất ngờ thì không biết cái nào tới trước. Và cơ hội kinh doanh Amway không phải là chúng ta bỏ hẳn công việc bên ngoài để chúng ta làm Amway, mà đây là một sự nghiệp là 1 cộng 1 bằng 2. Nếu chúng ta khéo léo chấp vá những cái mảnh vải vụn đó thì mình sẽ có một chiếc áo đẹp. Còn mình khéo léo chấp vá những khoảng thời gian vụn, mình sẽ có một cuộc đời đẹp các anh chị. Các anh chị hãy comment đi ạ. Sự nghiệp kinh doanh Amway là sự nghiệp 1 cộng 1 bằng 2. Các anh chị hãy comment giúp mình 1 cộng 1 bằng 2 đi ạ. Ở bên ngoài có rất là nhiều người khi mà đi học thì cần một cái điểm số tốt, sau đó lại cần một cái bằng cấp tốt, sau đó đi làm thì cần một công việc tốt, nhưng mà chưa chắc gì chúng ta có một cuộc sống tốt các anh chị. Cái thứ cuối cùng chúng ta quan tâm không phải là điểm số tốt, bằng cấp tốt hay là công việc tốt, mà chính là cuộc sống tốt các anh chị. Và ở Amway sẽ cho các anh chị điều gì để các anh chị có cuộc sống tốt, các anh chị hãy bắt đầu xem nhé. Vậy thì điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các anh chị, nhu cầu bắt buộc thực tế của xã hội là gì? Các anh chị, lúc chúng ta còn nhỏ thì chúng ta đóng rất là nhiều cái vai trò, giúp chúng ta còn nhỏ, chúng ta lớn lên thì chúng ta đóng rất là nhiều cái vai trò. Khi chúng ta là còn nhỏ thì chúng ta sẽ đóng vai trò một người em, một người con, một người cháu trong gia đình. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên thì chúng ta đóng vai trò người anh, người chị, người chú, người bác, người cha, người mẹ, người ông, người bà trong gia đình. Nhưng mà tất cả cô chú các anh chị có đồng ý với mình, có một nhu cầu mà vĩnh viễn không bao giờ chúng ta thay đổi, đó chính là nhu cầu tiêu dùng. Các anh chị thấy có đúng không ạ? Có một cái vai trò mà chúng ta không bao giờ thay đổi, đó là vai trò của một người tiêu dùng. Bao nhiêu anh chị đồng ý điều này? Hãy comment số 1 đi ạ. Đó là vai trò của một người tiêu dùng. Và xin hỏi cô chú anh chị, mấy chục năm nay chúng ta sống trên đời, chúng ta có tiêu dùng hay không ạ? Chúng ta có tiêu dùng hay không? Và điều quan trọng là mấy chục năm nay chúng ta có kiếm được cái tiền từ chính cái việc chúng ta tiêu dùng hay không? Ví dụ như chúng ta đi mua một cái kem đánh răng thì cùng lắm người ta tặng cho mình một cái bàn cải. Hoặc là chúng ta đi mua một cái dầu ăn thì cùng lắm người ta cho mình một cái chén. Hoặc là chúng ta đi mua một cái giặt đồ thì cùng lắm người ta cho mình một cái khăn. Chứ không ai chuyển tiền về tài khoản ngân hàng cho mình khi mà mình đi tiêu dùng. Các anh chị thấy điều này có đúng không ạ? Nếu đúng các anh chị comment số 8 giúp mình đi ạ. Nếu đúng các anh chị comment số 8 đi ạ. Vậy thì ý muốn nói một điều là trước đây chúng ta cũng tiêu dùng, nhưng mà hình như chúng ta chưa bao giờ kiếm được thu nhập từ chính cái việc tiêu dùng này. Và ngày hôm nay mình sẽ phân tích cho các anh chị chúng ta đã từng tiêu dùng như thế nào. Đối với một cái gia đình thì chúng ta phải có tiêu dùng hàng ngày, hàng tháng và hàng năm. Hàng ngày thì có là thịt, cá, trứng, sữa. Hàng tháng thì có dầu gội đầu, kem đánh răng, sữa tắm, rửa chén, lau nhà, sản phẩm cho sức khỏe. Đúng không các anh chị? Hàng năm thì có lò vi ba, lò vi sóng, đầu đĩa, vân vân và vân vân, tivi, máy lạnh, tủ giặt và xe hơi. Và nếu một gia đình nghèo nghèo thì đi chợ một ngày 50.000, chỉ chi một tháng mình cũng tiêu 1,5 triệu. Gia đình khá khá thì một ngày đi chợ 100, chỉ chi một tháng là 3 triệu. Còn gia đình khá hơn thì một ngày 200, chỉ chi một tháng là 6 triệu. Và trước đây số tiền 1,5 triệu, 3 triệu và 6 triệu thì nó được gọi là cái gì trong gia đình của mình các anh chị? Bao nhiêu anh chị hiểu được là cái số tiền mà chúng ta tiêu đi rồi thì nó là cái gì trong gia đình của mình? Có phải là chi phí không ạ? Yes, chi phí có nghĩa là chi nhiều quá, thấy nó phí thì gọi là chi phí, đúng không các anh chị? Cái gì mà chúng ta tiêu dùng thì chỉ còn lại là cái gì? Còn lại là cái vỏ, cùng lắm là chúng ta bán ve chai được một vài đồng thôi các anh chị. Nhưng ngày hôm nay Amway là một công ty rất là tuyệt vời. Amway là công ty của Mỹ. Cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự tiến bộ của những cái quốc gia phát triển, họ đạt được một cái trình độ mình gọi là tái chế các anh chị. Tái chế tức là biến những thứ bỏ đi thành những thứ có giá trị thì được gọi là tái chế. Ví dụ như ở Nhật Bản, ở Phần Lan, ở Hà Lan, ở châu Âu, ở Mỹ, người ta tái chế rác, tái chế nước và tái chế vỏ xe, người ta tái chế rất là nhiều thứ. Từ những cái thứ đáng lẽ là bỏ đi rồi, người ta tái chế thành những thứ có thể sử dụng được và rất là giá trị các anh chị. Và người ta đã nghĩ ra một cách rất là thông minh, đó là tái chế chính những cái chi phí tiêu dùng hàng ngày của gia đình mình thành những cái nguồn thu nhập suốt cả cuộc đời cho mình luôn. Không biết các anh chị có muốn lắng nghe cái cách tái chế cái chi phí này không ạ? Nếu mà các anh chị nào có hãy comment số 333 giúp mình đi ạ. 333 giúp mình đi ha. Chúng ta tái chế cái chi phí này như thế nào? Công ty Amway sẽ giúp cho các anh chị như sau. Đầu tiên là công ty muốn các anh chị hợp tác với cái dự án tiêu dùng thông minh 50 năm, hợp tác với dự án tiêu dùng thông minh này là 50-50 với công ty Amway.
Và công ty Amway sẽ đầu tư nhà máy, kho, nghiên cứu, phát triển, sản phẩm, nhân viên, hệ thống quản lý, quy tắc điều hành, kế hoạch trả thưởng. Amway sẽ mở khoảng 100 cái siêu thị trên toàn quốc. Và hiện nay đã mở được 14 cái siêu thị trên toàn quốc rồi các anh chị. Công việc mình đầu tiên tới đây là gì? Là mình được người bạn của mình tặng cho mình một cái thẻ siêu thị hoàn toàn là miễn phí các anh chị. Đó là thẻ nhà phân phối. Công việc của chúng ta là dùng cái thời gian rảnh của mình đi mở những cái thẻ nhà phân phối và thẻ khách hàng bên dưới mình đấy các anh chị. Và tất cả những cái thẻ nhà phân phối, thẻ khách hàng bên dưới mình thì được liệt vào cái nhóm là tài sản của chúng ta đấy các anh chị. Và chúng ta chỉ cần phục vụ 10 cho đến 20 người tiêu dùng một cách chân thành và xây dựng mạng lưới nhà phân phối người tiêu dùng. Và kết quả là gì? Chúng ta sẽ được nhận hoa hồng hàng tháng, hàng năm. Thu nhập chúng ta không có giới hạn. Chúng ta được tưởng thưởng và du lịch vòng quanh thế giới trọn đời miễn phí. Chúng ta có thể chuyển nhượng kế thừa các sự nghiệp kinh doanh này cho đời con, đời cháu của mình luôn các anh chị. Bao nhiêu trong số các anh chị yêu thích sự nghiệp kế thừa? Comment số 3 tiếp tục đi ạ. Và ở đây mình muốn nói với các anh chị một cái điều mà rất nhiều người đã đặt câu hỏi. Tiền ở đâu mà công ty trả cho mình nhiều dữ vậy? Thì đây là mô hình kinh doanh truyền thống. Đây là mô hình kinh doanh truyền thống. Sản phẩm sẽ được đưa từ nhà máy sản xuất cho đến tổng đại lý. Từ tổng đại lý đưa đến đại lý khu vực. Từ đại lý khu vực đưa đến bán buôn, rồi bán lẻ, rồi mới đến tay người tiêu dùng. Vậy thì qua những khâu trung gian này, ai có lời người ta mới bán? Theo các anh chị có đúng không? À, mỗi một khâu họ sẽ đội lên một số phần trăm nhất định. Và bên cạnh đó còn những cái khoản tiền như là quảng cáo, tiếp thị và khuyến mãi. Và những cái khoản tiền này rất là lớn. Giả sử một sản phẩm tại nhà máy sản xuất có 100 ngàn thôi, nhưng mà đến tay người tiêu dùng chúng ta sử dụng một sản phẩm là 700 ngàn các chị. Và chi phí này ai là người chịu ạ? Quảng cáo ai là người chịu? Tiếp thị ai là người chịu? Khuyến mãi ai là người chịu? Tất cả đều là người tiêu dùng. Và xin hỏi cô chú anh chị, ai là người tiêu dùng ạ? Có phải chính chúng ta là người tiêu dùng hay không? Và mô hình kinh doanh Amway là một mô hình kinh doanh rất là hiện đại. Công ty sẽ mở nhà máy, sẽ mở cửa hàng. Và chúng ta sẽ không phải mua qua bất kỳ khâu trung gian nào cả. Và chúng ta sẽ được sử dụng sản phẩm, kinh doanh sản phẩm tại đâu các anh chị? Tại trực tiếp, tại siêu thị, trực tiếp tại nhà máy luôn. Và chúng ta sẽ được sử dụng sản phẩm với giá gốc. Và cái giá này là cái giá rẻ nhất rồi. Không còn cái giá nào rẻ hơn được nữa. Các anh chị hãy comment đi ạ. Khi mình có thẻ rồi, mình sẽ được mua sản phẩm với giá nhà máy đi ạ. Bây giờ nhà máy đó là giá gốc. Các anh chị hãy comment đi ạ. À, nhất là mua sản phẩm với giá nhà máy, với giá gốc. Và dựa vào cái thẻ của chúng ta, nếu mà bên dưới chúng ta được nhiều cái thẻ, tạo ra nhiều doanh số, thì ứng với cái vai trò chúng ta càng ngày càng lớn. Đầu tiên chúng ta chỉ là một đại lý nhỏ, sau đó doanh số lớn hơn thì chúng ta là một đại lý lớn. Một đại lý lớn hơn thì chúng ta được hưởng những cái phần trăm lớn hơn. Thay vì trước đây những cái phần trăm này phải trả cho báo chí, đài truyền hình, kho bãi, vận chuyển hoặc là qua những khâu trung gian, thì bây giờ trả lại cho người tiêu dùng. Vậy theo các anh chị, mô hình hiện đại có tốt hơn cái mô hình truyền thống không ạ? Và như vậy thì chúng ta mới là người có cơ hội được kiếm tiền. Chúng ta là người tiêu dùng mà chúng ta có cơ hội thay đổi cuộc sống đó các anh chị. Đó. Vậy thì nguồn thu nhập của mình được trả như sau các anh chị. Đầu tiên là khi chúng ta làm thẻ thì chúng ta sẽ được sử dụng sản phẩm với giá rẻ, được giảm giá từ 10 cho đến 15%. Đó là sỉ và lẻ. Nếu chúng ta đi bán hàng, chúng ta sẽ được bỏ túi 10 đến 15% này. Nhưng mà các anh chị nhớ là chúng ta phải đặt cái quyển catalog sản phẩm về nhà, được không các anh chị? Các anh chị hãy comment đi ạ. Hãy comment là quyển catalog sản phẩm đi ạ. Tại vì trong quyển catalog sản phẩm này, người ta sẽ để với cái giá bán lẻ để cho các anh chị dễ dàng giới thiệu cho khách ạ. Được không ạ? Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thu nhập nhanh thêm 10% nữa được chuyển về tài khoản ngân hàng các anh chị. Đó là thu nhập CSI. Có nghĩa là trong cái thẻ Amway của mình, mỗi một tháng mình chỉ cần tiêu dùng hoặc là bán hàng được 50 VV thôi các anh chị. Còn bao nhiêu doanh số còn lại thì mình sẽ đặt vào đâu các anh chị? Mình đặt hàng vào đâu ạ? Mình không đặt hàng vào mã số mình nữa. Mình hãy đặt hàng vào mã số của ai ạ? Nhất định 100% các anh chị phải có catalog sản phẩm nha. Rồi, rất là tuyệt vời. 100% chỉ là 50 VV. Anh chị hãy comment đi ạ. 50 VV là vào mã số cá nhân của mình. Còn tất cả doanh số còn lại thì mình sẽ đặt vào mã số hàng nhà phân phối của mình, được không các anh chị? Rồi, 50 VV là vào mã số cá nhân, còn tất cả những doanh số còn lại mình đặt vào khách hàng nhà phân phối của mình. Để mình được tiền gì ạ? Để mình được công ty chuyển thêm 10% CSI vào tài khoản ngân hàng của mình. Mình có một đường link
để mình coi cái thu nhập của mình nhảy lên mỗi ngày luôn các anh chị. Và mình có một cái đường link để mình gửi cho khách hàng, bấm vào đó là sẽ đăng ký được luôn các anh chị. Các anh chị nào đã biết rồi ạ? À? Nếu mà chưa biết, hãy comment số 0, một chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ, có được không ạ? À? Ai đã biết lấy đường link giới thiệu rồi thì comment số 1. Ai chưa biết lấy cái đường link giới thiệu thì comment số 0 đi ạ. À. À, ai biết lấy rồi hãy comment số 1 đi ạ. À. Đúng rồi, rất là vui khi tất cả các anh chị đều biết lấy đường link giới thiệu. Rồi, có một số các anh chị vẫn chưa biết lấy thì comment số 0 nhé. Rồi, nếu mà mình thấy comment số 0 nhiều, mình sẽ hướng dẫn được không các anh chị? Và anh chị tiếng trên nào mà thấy tiếng dưới mình comment số 0 thì có thể hướng dẫn liền cho mình. Và công ty quy định như sau là 25.200 đồng thì là một điểm thưởng. Nếu mà anh chị cộng lại được 200 điểm thưởng thì các anh chị được 3% hoa hồng thành tích. Được 10.000 điểm thưởng thì các anh chị được 21% hoa hồng thành tích. Và lúc này tổng doanh số các anh chị tạo ra đó là 10.000 BV, tức là khoảng 270 triệu. Nhưng mà các anh chị nên nhớ, 270 triệu không phải một mình tạo ra, mà các anh chị có thể mở cho 270 cái thẻ. Mỗi một cái thẻ chỉ cần dùng 1 triệu thôi là anh chị cũng đủ, được không các anh chị? Hoặc là các anh chị mở 27 cái thẻ nhà phân phối, mỗi nhà phân phối chỉ cần kinh doanh một tháng được 10 triệu thôi thì chúng ta cũng đủ doanh số 270 triệu. Và lúc này thu nhập các anh chị được gọi là đột phá thu nhập, và chính thức được gọi là lãnh đạo công ty Amway và là silver các anh chị. Rồi các anh chị hãy comment giúp mình nhé. Đột phá thu nhập thì là silver thì được gọi là lãnh đạo. Và mức thu nhập bình quân của lãnh đạo thấp nhất là từ 25 tới 35 triệu một tháng. Bao nhiêu trong số các anh chị muốn được 21%, muốn được 10.000 BV, hãy comment số 21 đi ạ. Comment số 21 đi ạ. À, 21 còn gọi là tắt nhánh đấy các anh chị, đột phá thu nhập 21%. Bao nhiêu anh chị thực sự khát khao điều này? Các anh chị phải mong muốn chỉ có trong đầu mới có ai. Các anh chị phải comment ít nhất 100 lần, 1.000 lần. Và anh chị cổ vũ chúc phúc người khác cũng đạt được điều này. Thì anh chị chắc chắn 100% sẽ được 21%, được không ạ? À, và mình mong muốn tất cả những người cùng đồng hành với mình làm việc, cùng lên lãnh đạo các anh chị. Khi mà chúng ta duy trì được lãnh đạo cái thu nhập này trong 6 tháng, thì chúng ta có được một mã số kế thừa đấy các anh chị, một mã số kế thừa cho đời con, đời cháu của mình. Khi chúng ta giúp được 3 người, thì chúng ta sẽ trở thành cổ đông của tập đoàn Amway các anh chị. À, cổ đông thì được cái gì, một chút nữa mình sẽ chia sẻ các anh chị nhé. Chị mạnh dạng comment 21 đi ạ. À, dạ, 21. Và sự nghiệp kinh doanh Amway là một sự nghiệp rất rất là công bằng. Không phải người sau làm cho người vào trước hưởng các anh chị. Ví dụ như người A giới thiệu ra người B, mà người B lại chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn, người B lại giúp được cho ba người thành công, thì thu nhập của người B thì bằng thu nhập của người A nhân cho 3 lần lên. Vậy anh chị thấy sự nghiệp kinh doanh này có công bằng không? Và nếu như người B giới thiệu ra anh chị lại giúp được cho 6 người thành công, thì thu nhập của anh chị sẽ bằng thu nhập của người A nhân cho 6 lần lên, à, khoảng là 180 triệu. Anh chị giúp cho 3 người thì thu nhập anh chị khoảng 90 triệu. Còn giúp cho 6 người thì thu nhập khoảng 180 triệu. Bao nhiêu anh chị cảm thấy điều này rất là công bằng? Không phải người sau làm cho người trước hưởng, mà người sau nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn, học tập nhiều hơn, thì người sau có thu nhập cao hơn người vào trước. Chúng ta hãy comment hai chữ là sự nghiệp công bằng đi các anh chị. Hãy comment là sự nghiệp công bằng hoặc là rất rất là công bằng các anh chị. Và sự nghiệp kinh doanh Amway á, nếu như anh chị làm tới đỉnh luôn, làm tới đỉnh luôn, đó là Crown Ambassador. Anh chị giúp đỡ được cho 14 người trở thành Platinum, trở thành 21%. Thì anh chị sẽ có một cái thu nhập đánh động được trái tim của người đàn ông. Các anh chị không cần phải chi phí gì nữa cả. Toàn bộ thu nhập này là tiền thu nhập ròng và chưa tính tiền thưởng hàng năm các anh chị. Đó là thu nhập của mình thấp nhất là từ 1,6 tỷ cho đến 2,5 tỷ trên một tháng các anh chị. Nhưng mà anh chị nên nhớ, tiền là chỉ là giá trị cuối cùng trong sự nghiệp kinh doanh Amway. Chúng ta đến với sự nghiệp kinh doanh Amway là chúng ta phát triển bản thân, chúng ta học làm người tốt, chúng ta học cái cách hợp tác, phối hợp với mọi người làm việc, chúng ta học cái cách trưởng thành, chúng ta học cái cách đối nhân xử thế, chúng ta học cái cách giao tiếp. Thì lúc này chúng ta học được rồi thì chúng ta tự động thành công. Cho nên tiền là giá trị cuối cùng trong sự nghiệp kinh doanh Amway. Nhưng mà tiền ở Amway không hề nhỏ, tiền Amway không hề nhỏ. Và các anh chị hoàn toàn có thể đạt được cái vị trí cuối cùng trong sự nghiệp kinh doanh này. Các anh chị có lòng tin vào điều này không? À, nếu các anh chị tin vào điều này thì các anh chị hãy comment số 9 đi ạ. À, đối với sự nghiệp này á, thì kế hoạch của đoàn đội là như thế nào đây? Các anh chị hình dung nhé. Đoàn đội của chúng ta đã cho chúng ta một cái quy trình quỹ đạo để chúng ta giúp được
ba người thành công rồi các anh chị. Xin hỏi cô chú anh chị, quy trình quỹ đạo để giúp được ba người thành công đó là gì ạ? Đó là gì ạ? Ai biết được ạ? Comment đi ạ. Ai đã học quy trình quỹ đạo này cho những khóa trước rồi hãy comment đi ạ. Nếu chúng ta tự làm em quay, các anh chị không biết gì để làm cả. Nếu các anh chị tự làm em quay, thì thầy cô mình nói, nếu dùng kinh nghiệm cá nhân để làm, thì chúng ta sẽ làm tới sức cùng lực kiệt mà chết. Còn nếu chúng ta dùng kinh nghiệm của người thành công để làm, thì càng làm càng vui vẻ. Wow, chúc mừng chị Linh. À, chị Linh đã chia sẻ rất là đúng rồi đó. Đó là quy trình quỹ đạo thành công Eagle BTC các anh chị. Đó là BTC. 100% các anh chị hãy comment BTC được không ạ? Tại vì với BTC sẽ giúp cho anh chị tham gia 6 khóa trong 1 năm và giúp cho anh chị hoàn thành 3 nhánh thành công. Đó là trở thành Emerald cổ đông. Với cổ đông thì thu nhập thấp nhất mỗi một tháng sẽ là 100 triệu trên một tháng. 100 triệu này không phải là tiền mà nó chính là thu nhập thụ động. Có nghĩa rằng anh chị phải có một căn nhà trị giá 100 tỷ. À, xin lỗi anh chị, một căn nhà trị giá 40 tỷ ở góc ngã tư đường cho một cái ngân hàng nào đó thuê thì mỗi tháng anh chị mới có 100 triệu thụ động. Anh chị có biết không? Cho nên chúng ta dồn toàn tâm toàn lực để giúp ba người thành công thì chúng ta có thu nhập 100 triệu một tháng. Xin hỏi cô chú anh chị, điều này có xứng đáng không ạ? Điều này có xứng đáng không ạ? Và chúng ta nhận thêm được điều gì nữa? Đó là chúng ta sẽ có được 2 suất đi du lịch vòng quanh thế giới trọn đời miễn phí ạ. Bao nhiêu trong số các anh chị muốn nhận được cái suất đi du lịch vòng quanh thế giới trọn đời miễn phí này? Chính thức các anh chị sẽ trở thành một cổ đông của công ty Amway. Bất kỳ người nào trên đất nước Việt Nam này làm Amway thì các anh chị đều được chia lợi nhuận cả, đều được chia cổ phần cổ đông cả. Thì xin hỏi anh chị, nếu mà chúng ta đi làm, chúng ta gặp một người làm Amway mà không phải tuyến dưới của mình, không phải đoàn đội của mình có cổ vũ, động viên, chúc mừng người ta không? Bao nhiêu trong số anh chị sẵn lòng cổ vũ, động viên, chúc mừng người khác thành công mặc dù họ không phải đoàn đội của mình? Anh chị có chúc mừng người khác không ạ? Có không ạ? Và anh chị hãy comment có đi các anh chị. Hãy comment chúc mừng nếu thực sự các anh chị thực sự dụng tâm là chúc mừng người khác. Tại vì họ thành công thì một phần nào đó anh chị định vị mình là cổ đông rồi thì sớm muộn gì anh chị cũng được chia cái tiền mà tất cả mọi người cùng làm em quay cho các anh chị. Và đặc biệt là chúng ta được kế thừa toàn bộ cái mã số, toàn bộ số tiền chúng ta đang lãnh, toàn bộ cái suất du lịch vòng quanh thế giới chúng ta đang có. Cho ai các anh chị? Cho đời con, đời cháu của mình. Các anh chị. Và mình rất thích cái giá trị kế thừa trong kinh doanh Amway. Khi mình xây dựng kinh doanh này thì mình có một cái tuổi thơ rất là không có được giống như mọi người các anh chị. Là năm 7 tuổi là ba mình đã mất rồi. Cho nên khi 10 tuổi đã phải đi làm rồi. Cho nên khi nghe về chính sách của Amway mà có chính sách đảm bảo kế thừa là mình. Tại vì rủi như bây giờ mình có con có cái rồi các anh chị. Mà ngày mai mà rủi ro thì không biết cái nào tới trước. Nếu như mình có rủi ro thì gia đình mình ai lo, đúng không các anh chị? Vậy thì Amway chính là gì? Amway chính là một cái bóng đèn dự phòng, một cái bánh xe dự phòng cho cuộc đời của chúng ta. Bao nhiêu anh chị đồng ý điều này ạ? Chúng ta phải đào giếng trước khi mình khát nước. Đừng có đợi khát nước rồi thì mới đi đào giếng, đúng không các anh chị? Hãy tận dụng lúc chúng ta còn khỏe, còn trẻ, chúng ta xây dựng sự nghiệp kinh doanh Amway. Để sau này chúng ta không làm nổi nữa, chúng ta có một tài sản để kế thừa trọn đời. Không phải là một cái bảo hiểm đơn thuần, đây là siêu bảo hiểm các chị ơi. Nếu chúng ta mua cái bảo hiểm, khi nào chúng ta gặp tai nạn, gặp rủi ro thì gia đình chúng ta mới được nhận. Chỉ nhận được có một lần duy nhất thôi các chị. Nhưng nếu chúng ta xây dựng cái sự nghiệp cho Amway, để lại cho gia đình mình, thì gia đình mình không phải nhận một lần, mà nhận mỗi tháng, nhận mỗi năm và nhận trọn đời. Các chị thấy có phải là một cái siêu bảo hiểm hay không ạ? Nếu chúng ta nghỉ hưu, lương hưu chúng ta cũng chỉ nhận đến hết đời mình mà thôi. Khi mình nằm xuống thì cái sổ hưu cũng theo mình luôn các anh chị. Con mình không thể tiếp tục nhận sổ hưu của mình, đúng không các anh chị? Và năm nay ai đang cần 500 triệu ạ? Ai đang cần 500 triệu? Anh chị hãy comment tôi đang cần đi ạ. Ai đang cần 500 triệu để sửa lại cái nhà của bố mẹ, để trả một khoản nợ nào đó, hay là để làm một cái việc gì đó ý nghĩa. Anh chị nào đang cần 500 triệu? Thực sự khát khao đang cần 500 triệu ạ? Nếu anh chị bắt đầu từ con số 0, bắt đầu và học 6 quy trình quỹ đạo thành công trong một năm một cách nghiêm túc, làm bài tập nghiêm túc thì các anh chị bắt đầu từ con số 0, anh chị nỗ lực tới MRO thì tổng cái tiền thưởng BQ và tiền cổ đông anh chị tương đương là anh chị được thưởng là 500 triệu đấy. Anh chị có cần không? Anh chị phải nói mình rất là cần thì vũ trụ mới cho mình. Nếu mình không cần, vũ trụ không cho mình đâu. Số tiền này nếu mình không cần thì mình có thể làm từ thiện, đúng không ạ? Chúng ta cần số tiền này anh chị.
Vậy mình định hướng cho các anh chị là gì ạ? Đó là quỹ đạo thành công Eagle BTC. Chúng ta muốn xây dựng kinh doanh này thành công thì chúng ta cần làm 7 bước và một trái tim. Và 7 bước và một trái tim này như thế nào? Thì chúng ta đăng ký với lại tiếng trên đăng ký lãnh đạo của mình, xin một cái đường link để có thể đăng ký lớp học Eagle BTC này. Và lớp học này chỉ dành riêng cho những cái thành viên của cộng đồng tiêu dùng thông minh Super mà thôi các anh chị. Tại vì có rất là nhiều người rất là mong muốn học, nhưng mà vì cái vấn đề hệ thống cho nên chúng ta không thể mà dành cho tất cả mọi người được. Cho nên những anh chị nào mà là các thành viên của cái cộng đồng rồi Super, cộng đồng tiêu dùng thông minh, mình cảm thấy mình biết em quay là một cái phúc rồi, nhưng là một cái duyên rồi. Nhưng mà thực sự là chúng ta biết được cộng đồng Rosumer và chúng ta thành công trong môi trường này phải nói là một cái phúc lớn của chúng ta, đúng không? Bao nhiêu trong số anh chị mong muốn là chúng ta được học lớp Eagle BTC vào ngày 31 tháng 12 và vào ngày 31 tháng 12 và vào ngày 1 tháng 1 ạ. Ngay ngày Tết Tây luôn ạ. Các anh chị hãy comment đi ạ. Và có anh chị nào có đường link hãy gửi cho những cái thành viên cộng đồng Rosumer mình để được học các anh chị nhé. Đó. Và đặc biệt là trong khóa học này các anh chị, là chúng ta còn có một cái cơ hội là đạt điểm cao trong lớp học để được nhận học bổng là vé máy bay khứ hồi để được đi du lịch ở Thái Lan vào ngày 11 tháng 2 tới các anh chị. Mình rất là muốn mời tất cả các chị đi Thái Lan trong ngày 11 tháng 12 tới. Chúng ta sẽ được gặp một người thầy vĩ đại của mình là thầy Thu Trong Cốt chia sẻ, và chúng ta sẽ được tham quan siêu thị Thái Lan với gần 10.000 sản phẩm. Và các anh chị ơi, khi mà chúng ta đã nhìn thấy được tầm nhìn rồi, tai nghe mắt thấy thì thay đổi cuộc đời, vô tri vô giác thì đánh mất tương lai. Và tai nghe mắt thấy không gì thay thế được. Và trên thế giới này, cái camera đẹp nhất đó chính là đôi mắt của chúng ta, đúng không các anh chị? Không có một cái camera nào quay lại đẹp bằng đôi mắt chúng ta đã quay lại. Thấy được tương lai, cái đời người không sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Chỉ sợ làm một việc gì đó mà không nhìn thấy tương lai các. Nhớ nha, đời người không sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Khi mình làm em quay, mình cũng đã làm rất nhiều công việc bên ngoài rồi, nhưng mà mình không sợ bắt đầu lại từ đầu, chỉ sợ làm việc gì đó mà không nhìn thấy tương lai. Và nếu như trong một năm các anh chị có thể giúp được 3 nhánh thành công, thì các chị muốn làm tiếp hay muốn dừng lại ạ? Các chị muốn làm tiếp cho năm tiếp theo ạ? Và báo anh chị biết, năm 2029 ai đủ 6 nhánh thì công ty sẽ tạo điều kiện cho anh chị được đi du lịch Las Vegas của Mỹ, Las Vegas của Mỹ năm 2029 và kỷ niệm 70 năm thành lập em quay toàn cầu các anh chị. Và với kế hoạch này thì mỗi một năm chúng ta sẽ phát triển 3 nhánh. Và năm 2023 là chúng ta xong 3 nhánh. 2024 chúng ta xong 3 nhánh, tiếp theo là 6 nhánh là chúng ta diamond rồi các anh chị. Và tới năm 2029 có thể chúng ta đã đủ 15 nhánh rồi các anh chị. 2025 thêm 3 nhánh nữa là 9 nhánh. 2026 thêm 3 nhánh nữa là 12 nhánh. 2027 thêm 3 nhánh nữa là 15 nhánh. Trong khi em quay chỉ cần 14 nhánh là chúng ta đã là Crowd Ambassador rồi. Bao nhiêu số anh chị tin tưởng tuyệt đối vào cái Eagle BTC để chúng ta trở thành một Crowd Ambassador? Chúng ta hãy comment số 1 đi ạ. Hãy comment số 1 đi ạ. Hãy gửi đường link. Hãy gửi đường link cho những anh chị thật sự là muốn thành công để mà đăng ký cái lớp Eagle BTC các anh chị nhé. Thật sự muốn thành công đăng ký lớp Eagle BTC. Mình cũng muốn gửi đường link cho các anh chị để các anh chị có thể tham gia vào cái lớp Eagle BTC này. Và đây là chân quý. Những anh chị thuộc cái cộng đồng Rosumer thì chúng ta sẽ được tham gia, các anh chị được tham gia. Đó. Và mình gửi đường link cho các anh chị có đăng ký ngay lập tức không ạ? Các anh chị có vào nhóm để được đăng ký ngay lập tức không ạ? Các anh chị hãy vào nhóm và đăng ký để chúng ta có một cái cơ hội tham gia Eagle BTC, tham gia vào quỹ đạo thành công để chúng ta thành công các anh chị nhé. Và hiện tại thì mình vẫn đang ở Phú Quốc và mình vừa hỗ trợ cho thị trường Phú Quốc và đi du lịch ở Phú Quốc các anh chị, rất là đẹp. Và ở đây là người ta không có cái gì nhiều ngoài vàng các anh chị. Ở Phú Quốc á, dân bây giờ rất là thưa, nhưng mà kiếm những người mà có 100 tỷ, 200 tỷ á, thì nó nhan nhản ngoài đường các anh chị ơi. Người ta chỉ đeo vàng rất là nhiều trên người luôn. Cho nên phải nói là dân Phú Quốc rất là giàu và đây là một thị trường tốt. Nếu mà các anh chị nào có mối quan hệ ở Phú Quốc, có thể là gửi gắm, mình sẽ chia sẻ cơ hội kinh doanh OBB giúp cho các anh chị. Và sau cái chuyến đi tại Phú Quốc này thì mình sẽ về lại Vũng Tàu và hỗ trợ thị trường Vũng Tàu. Và thực sự là người có mục tiêu thì không có mỏi mệt các anh chị, rất là vui, đi làm rất là vui vẻ luôn. Và Vũng Tàu của chúng ta sẽ có một buổi expo sản phẩm trong ngày 16 Tây
16 tay Apple sản phẩm tại số 1 đường Lê Quang Định, Nhất Vũng Tàu, và do lãnh đạo Hương Giang sẽ chủ trì. Và đây cũng là những cái buổi học rất là quan trọng để chúng ta mở lòng, chúng ta khai mở cái tư duy của mình, cũng như là biết được Amway là như thế nào. Bao nhiêu trong số anh chị ở gần khu vực Vũng Tàu và muốn tham dự cái Expo này, có thể comment số 1 được không? Thầy cô nói là muốn thành công là phải trùng khớp về tư tưởng, trùng khớp về bước đi và trùng khớp về thời gian với người thành công. Đây là cái cơ hội để chúng ta học tập cái cách tổ chức hội nghị gia đình, cái cách tổ chức hội chợ sản phẩm, để về địa phương của mình có thể tổ chức đó các anh. Hẹn gặp lại các anh chị tại Expo tại thành phố Vũng Tàu các anh chị nhé. Và sau cái chương trình này thì mình sẽ có một cái chuyến du lịch và công tác tại Hà Nội. Tại Hà Nội các anh chị, mình sẽ bay đi Hà Nội. Và sẽ bay đi Hà Nội thì từ ngày bay đi Hà Nội thì sẽ đi từ ngày